Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Sức khỏe dành cho cộng đồng của bác sĩ Vinh. Ở video trước tôi đã hướng dẫn các bạn theo dõi em bé sinh non tại nhà, chú ý hai cái vấn đề là theo dõi nhiệt độ và giữ gìn vệ sinh cho con. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo cho các bạn những vấn đề cần chú ý đối với trẻ sinh non khi chăm sóc cho trẻ tại nhà. Vấn đề thứ nhất là về cái việc cho con ăn. Đối với cái trẻ sinh non thì cái cách cho ăn cũng như cái lượng cho ăn nó sẽ phải khác và phải chú ý nhiều hơn so với cả những cái trẻ sinh đủ tháng. Đối với cái trẻ sinh non thì mình nên cho em bé ăn làm chia nhỏ bữa, và đương nhiên là khi mình đã cái lượng ăn trong mỗi bữa nó giảm đi thì cái thời gian mình cho ăn sẽ dày hơn. Đối với trẻ sơ sinh nói chung mình sẽ cho ăn 3 tiếng một bữa, còn đối với trẻ sinh non thì mình nên các mẹ nên cho con ăn 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng một bữa. Bởi vì trẻ sinh non khi cho con ăn thì em bé sẽ rất dễ bị nôn chớ do dạ dày nhỏ, do cái sức mút của em bé còn yếu. Em bé sẽ rất dễ bị nôn chớ nếu như mình cho ăn một cái lượng quá nhiều. Khi với trẻ sinh non, cái việc nôn chớ của con nó còn một vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Đó là cái việc em bé nó rất dễ bị sặc vào phổi, nó gây ra cái tình trạng viêm phổi, hay thậm chí nguy hiểm hơn, nó có thể gặp cái hình tượng tím tái khi em bé ăn và em bé chớ. Ngoài cái việc chú ý cho ăn cho con thì một cái vấn đề rất rất quan trọng đối với trẻ sinh non đó là việc sử dụng các cái vitamin cho con. Em bé sinh non thì nó sẽ có những các cái vitamin cần cho con. Ngoài những cái vitamin nói chung đối với cái trẻ sơ sinh, ví dụ như mùa đông này mình sẽ phải chú ý rất nhiều về cái vitamin D. Vitamin D sử dụng cho con ở trẻ sinh non thì mình sử dụng liều vitamin D thường là cao hơn vitamin đối với trẻ sinh thường. Thông thường thì đối với trẻ bình thường là mình dùng khoảng 400 đơn vị một ngày. Các mẹ có rất nhiều chế phẩm, các mẹ sẽ cho con uống vào buổi sáng. Còn đối với trẻ sinh non thì mình có thể sử dụng đến 600 đến 800 đơn vị một ngày. Ngoài cái vitamin D là một cái cơ bản và bắt buộc thì mình có thể, trẻ sinh non mình sẽ phải chú ý nhiều hơn sử dụng canxi, sử dụng các cái thuốc bổ máu. Cái thuốc bổ máu đối với trẻ sinh non nó rất là quan trọng. Trong quá trình, suốt quá trình điều trị của mình thì bác sĩ Vinh đã gặp rất là nhiều bé đã phải truyền máu vì cái tình trạng tạo hồng cầu đối với trẻ sinh non nó kém hơn đối với những cái trẻ sinh đủ tháng. Em bé sẽ dễ gặp cái tình trạng thiếu máu. Và việc thiếu máu thì mình có thể truyền máu là một cái biện pháp gọi là bần cùng bất đắc dĩ thôi. Mình có thể phải phòng trước bằng cách sử dụng các cái thuốc bổ máu cho con. Ngoài ra em bé có thể phải sử dụng kẽm, sử dụng sắt và sử dụng canxi. Với các cái vitamin thì vitamin D mình có thể, các mẹ có thể uống đều cho con. Các cái vitamin khác thì các mẹ thì nên có cái sự tư vấn, thăm khám và theo dõi của bác sĩ sơ sinh hoặc là bác sĩ nhi. Của trẻ sinh non mình còn một cái vấn đề nữa phải chú ý là cái vấn đề khám mắt cho trẻ sinh non. Đối với trẻ sinh non thì võng mạc của em bé, cái mạch máu ở võng mạc nó chưa trưởng thành, và trẻ sinh non thì sẽ được khám mắt từ 3 cho đến 4 tuần sau sinh. Và sau cái lần khám đầu tiên thì các bé sẽ được theo dõi cái lịch khám mắt tiếp theo do bác sĩ mắt chỉ định. Cái việc có những bé đã bị bố mẹ bỏ sót, không theo dõi quá trình khám mắt, em bé có thể dẫn đến cái tình trạng bị mù lòa vĩnh viễn. Tuy nhiên, hiện tại thì bác sĩ Vinh thấy là cái quá trình thăm khám theo dõi về mắt cho các bé cũng là khá là tốt. Không biết là tại các cái tỉnh thì các bố mẹ đã chú ý nhiều hơn, chứ tại Hà Nội hiện tại thì cái việc theo dõi và khám mắt cho em bé đang được thực hiện khá là tốt. Đối với trẻ sơ sinh tại nhà có một cái vấn đề cực kỳ nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng của em bé. Bởi vì trẻ sinh non tại nhà, cái tình trạng ăn, tình trạng ngừng thở, cả hai cái vấn đề đấy đều là hai cái vấn đề mà có thể dẫn đến cái hiện tượng mà em bé bị tím tái. Khi em bé bị tím, thậm chí em bé, toàn bộ cơ thể của em bé từ mặt, mũi, chân, tay, toàn bộ cơ thể của em bé sẽ tím hoàn toàn. Và nếu như gặp một cái tình huống như vậy thì hầu hết các bố mẹ sẽ rất là căng thẳng và không biết cách xử trí gì cho em bé tại cái thời điểm đấy. Có một lời khuyên cho các bố mẹ như sau là khi em bé
có thể tự nhiên bị tím, hoặc là sau bữa ăn em bé bị tím. Nếu như em bé bị tím, các bố mẹ phải thật là bình tĩnh. Việc đầu tiên các bố mẹ phải kích thích cho em bé khóc trở lại. Khi tím đồng nghĩa với việc em bé nó sẽ ngừng thở và đương nhiên là bé nó sẽ không khóc. Cái việc mình kích thích, mình có thể búng vào gan bàn chân của con, các bố mẹ có thể búng mạnh vào gan bàn chân. Thời điểm đấy mình sẽ không tính đến cái việc là con có đau hay không đau. Mình búng mạnh vào gan bàn chân và em bé nó khóc trở lại, thì em bé nó có thể kích thích lại cái nhịp thở và em bé nó sẽ thoát được một cái tình huống nguy hiểm. Khi em bé ăn, em bé luôn chớ và sặc sữa vào mồm và mũi. Khi nó đã tím như vậy rồi thì mình đành phải chấp nhận bỏ qua cái vấn đề vệ sinh. Các bố mẹ có thể dùng ngay cái thời điểm đấy, mình có thể không có máy hút, mình không kịp tìm cái hút mũi miệng, và mình có thể phải hút bằng miệng của mẹ để hút sữa cho con ra, và cũng kích thích lại để cho em bé khóc, em bé tạo ra một cái nhịp thở và em bé hồng hào trở lại bình thường. Khi bé sinh non về nhà, cái ngừng thở của em bé nó có thể vẫn còn, nhưng nó sẽ phải rất là ít và thưa. Đương nhiên là thời gian ngừng thở của em bé càng dài, nó sẽ càng nguy hiểm cho cái não bộ của em bé. Não là một nơi cần cái lượng oxy lớn nhất trong cơ thể, và quá trình mà để thiếu oxy kéo dài nó sẽ làm tổn thương não cho con. Sẽ phải làm mọi cách để em bé hồng hào và thở trở lại rất là nhanh. Nếu như mình gặp cái tình trạng ngừng thở liên tục và kéo dài, các bố mẹ phải ngay lập tức cho con đi khám. Cái việc ngoài cái việc ngừng thở do sinh non, do não bộ chưa phát triển hoàn toàn, nó có thể ngừng thở nhiều do cái tình trạng viêm phổi. Đương nhiên ngừng thở do viêm phổi thì mình không thể, em bé sơ sinh nói chung cũng như là sinh non, mình không thể theo dõi hay là điều trị gì ở nhà được, em bé sẽ phải điều trị ở viện. Trên đây là các cái hướng dẫn để các bố mẹ theo dõi cho trẻ sinh non. Bác sĩ Vinh sẽ tổng kết lại những cái vấn đề của con. Đối với trẻ sinh non, thứ nhất mình sẽ phải chú ý theo dõi nhiệt độ cho em bé. Đặc biệt là cái về mùa đông này, mình phải giữ nhiệt độ ổn định cho em bé. Nhiệt độ phòng ổn định chứ không phải các bố mẹ cho con mặc quá nhiều. Vì mình giữ nhiệt độ phòng ổn định, em bé mặc nó vẫn đủ với cái khả năng vận động bình thường. Cái thứ hai là vệ sinh, đặc biệt là vệ sinh bàn tay của những người chăm sóc, cũng như vệ sinh tất cả những cái gì mà tiếp xúc với con. Vấn đề thứ ba là cái cách cho con ăn, thì mình sẽ phải cho con ăn nhiều bữa và mỗi bữa với một lượng ít hơn mức bình thường. Vấn đề tiếp theo là mình phải chú ý về sử dụng các cái vitamin cho em bé. Cái vitamin D là một cái sử dụng bắt buộc và các bố mẹ cho uống thường xuyên cho con. Các cái vitamin khác như là canxi, như là thuốc bổ máu, như là kẽm, như là sắt, các vấn đề đấy thì các bố mẹ sẽ cần được sự tư vấn của các bác sĩ. Về việc khám mắt và theo dõi mắt cho em bé thì cần được khám bởi các bác sĩ chuyên khoa mắt. Và cái cuối cùng là mình sẽ chú ý về cái hiện tượng tím tái của em bé. Cái tím tái mình có thể gặp cho em bé ngừng thở do em bé có các vấn đề viêm phổi. Nếu như em bé ngừng thở thì là mình có thể, cái ban đầu mình có thể theo dõi em bé, và nếu như cái ngừng thở nó không quá dày thì các bố mẹ hoàn toàn có thể theo dõi ở nhà. Đương nhiên là các bố mẹ khi có cái hiện tượng tím tái tự nhiên hoặc là tím tái sau ăn thì các bố mẹ phải biết cách bình tĩnh và biết cách xử trí để cho em bé trở lại, em bé khóc và em bé trở lại thở bình thường. Xin chào các bạn, chúc các bạn chăm con khỏe.